Hồ Chí Minh, các trợ lý chủ tài Lương Thế Tài cũng của thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí và các bạn thân mến, trọng tài truyền hình và các bạn hâm mộ bóng đá thân mến, mời các bạn đến với sân đồng cột cờ thủ đô Hà Nội để đón xem trận đấu ở lượt thứ hai trong khuôn khổ giao dịch bóng đá hạng nhất quốc gia năm 1997 giữa hai đội câu lạc bộ Quân đội và Công an Hà Nội. Trên màn của các bạn là hai đội. Ở trận đấu này, các cầu thủ chủ nhà câu lạc bộ Quân đội ra quân với áo đỏ, quần đỏ tất đỏ, còn đội khách Công an Hà Nội ra sân trong trang phục áo vàng quần xanh tất vàng. Và để các bạn nhận theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình của hai đội. Về phía đội chủ nhà câu lạc bộ Quân đội, thủ môn đeo áo số 1 Nguyễn Trần Tiến Anh, các cầu thủ số 15 Nguyễn Mạnh Cường, số 5 Đỗ Mạnh Dũng, số 3 Nguyễn Mạnh Dũng, số 4 Nguyễn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hải Long, số 6 Nguyễn Hải Biên, số 7 Trương Việt Hoàng, số 11 Nguyễn Anh Tuấn, số 10 Tô Văn An và số 2 Ngô Tiến Dũng. Còn về phía đội Công an Hà Nội, đội khách, thủ môn đeo áo số 22 Đỗ Thành Tôn, các cầu thủ số 3 Vũ Quang Minh, số 4 Nguyễn Thanh Minh, số 5 Mai Tiến Dũng, số 8 Nguyễn Bật Hưng, số 9 Lã Xuân Thắng, số 10 Nguyễn Tuấn Thành, số 12 Nguyễn Ngọc Long, số 17 Nguyễn Đức Thịnh, số 19 Nguyễn Văn Hùng và số 20 Bùi Huy Hoàng. Điều kiện trận đấu ngày hôm nay là ông Bùi Như Đức, trọng tài của Thành phố Hồ Chí Minh, các trợ lý trọng tài, trợ lý 1 Lương Thế Tài Thành phố Hồ Chí Minh, trợ lý 2 Phạm Chu Tiện của Thành phố Hồ Chí Minh, trọng tài bàn là ông Nguyễn Tấn Long cũng là trọng tài của Ninh Thuận. Huấn luyện viên của đội chủ nhà câu lạc bộ Quân đội là ông Phan Văn Mỹ và của đội Công an Hà Nội là ông Nguyễn Văn Nhã. Như vậy là chúng ta có thể thấy là huấn luyện viên trưởng của cả hai đội câu lạc bộ Quân đội và Công an Hà Nội đều là các cựu cầu thủ của câu lạc bộ Quân đội và Công an Hà Nội. Ở hiệp 1 của trận đấu, các cầu thủ Công an Hà Nội lấy bóng trước ở bên phải mảnh nhỏ các bạn, còn câu lạc bộ Quân đội chủ nhà ở bên trái mảnh nhỏ các bạn. Lã Xuân Thắng, quyền ném biên thuộc các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội. Như các bạn đã biết, ở trận đấu đầu tiên tại giải năm nay, các cầu thủ Công an Hà Nội đã giành thắng lợi trên sân vận động Hà Nội trước Công an Hải Phòng với tỷ số sát nút là 1-0. Trước khi bước vào trận đấu này, các cầu thủ Công an Hà Nội có 3 điểm trong tay. Còn câu lạc bộ Quân đội đã chơi rất hay trên sân Vinh, mặc dù vậy đã bị thua sát nút với tỷ số 0-1. Bàn thắng được ghi ở những giây cuối cùng của trận đấu. Trong trận đấu ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy được là các cầu thủ Quân đội ra quân không có con át chủ bài là Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn An. Bật tấn công đầu tiên của các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội, nhưng hậu vệ Công an Hà Nội đã kịp thời phá bóng ra biên. Các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Đội trưởng Nguyễn Mạnh Cường. Trọng
trọng tài đã thổi phạt các cầu thủ Công an Hà Nội. Các trận đấu giữa câu lạc bộ Quân đội và Công an Hà Nội bao giờ cũng diễn ra quyết liệt, giống như là các trận đấu giữa cảng Sài Gòn và Hải quan của Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, đây là hai đội bóng có thể nói là kỹ sơ nhau. Bên phía Công an Hà Nội hôm nay chúng ta cũng không thấy Bùi Hữu Lợi, một cầu thủ rất xuất sắc của họ. Đứng trước quả phạt này là đội trưởng Nguyễn Mạnh Cường, số 7 Trương Việt Hoàng và số 6 Hải Viên. Pha phối hợp của các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội và kết thúc bằng cú sút không nguy hiểm. Cú sút vừa rồi là của Trương Việt Hoàng. Trương Việt Hoàng là cầu thủ trẻ, anh đã có mặt trong đội hình chính thức của câu lạc bộ Quân đội từ năm ngoái và có mặt ở nửa mùa đầu của năm ngoái, nhưng nửa mùa sau do chấn thương nên anh đã không có mặt. Ông Phan Văn Bị cũng như ban huấn luyện của câu lạc bộ Quân đội hy vọng rằng Hoàng sẽ thay thế thành công vị trí của Nguyễn Hồng Sơn ở trận đấu này. Nhiệt độ trên sân lúc này là khoảng 27 độ. Thời tiết cho đến thời điểm này khá thuận lợi đối với cả hai đội thi đấu. Trời nhiều mây nhưng không mưa, mát và mặt sân khô. Đức Thắng. Đức Thắng là cầu thủ hậu vệ bên trái của các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội. Những pha tranh chấp quyết liệt của cả hai đội. Các bạn có thể thấy là sân đầm cột cờ thủ đô Hà Nội với sức chứa 5.000 người ở trận đấu này đã không còn một chỗ trống. Thủ môn Trần Tiến Anh. Trong trận đấu ngày hôm nay, theo nhận định của chúng tôi thì các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội chơi theo đội hình chiến thuật 5-3-2. Đá thòng ở dưới vẫn là Đỗ Mạnh Dũng. Đỗ Mạnh Dũng là em trai của cựu danh thủ Đỗ Văn Phúc. Còn đá có các cầu thủ hậu vệ như là Ngô Tiến Dũng bên phải, hai hậu vệ dập là Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Ngọc Long. Còn bên trái là Nguyễn Đức Thắng. Hàng tiền vệ vẫn dẫn dắt bởi Trương Việt Hoàng. Một bên là Nguyễn Hải Biên. Hôm nay đội trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng đá hơi cao. Ngô Tiến Dũng. Lại một quả ném biên nữa cho các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội. Hẳn chúng ta còn nhớ vào trận mở đầu của mùa bóng năm ngoái, các cầu thủ Công an Hà Nội đã thắng rất đậm các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội với tỷ số 5-0 ngay trên sân vận động Hà Nội. Trên sân, trọng tài cho dừng trận đấu. Chúng tôi quan sát trên sân là có thêm một quả bóng nữa. Bây giờ là một quả phạt cho các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội. Đứng trước bóng là đội trưởng Nguyễn Mạnh Cường. Những quả phạt như thế này rất nguy hiểm. Trương Việt Hoàn nhảy lên đánh đầu và bóng sượt trên đầu anh. Long. Bên phía Công an Hà Nội, chỉ huy hàng phòng thủ vẫn là cựu danh thủ Lã Xuân Thắng. Anh đá rất chắc ở vị trí trung vệ thòng. Trước trận đấu này chúng tôi đã gặp Bùi Hữu Lợi và Nguyễn Hồng Sơn. Cả hai cho biết là chỉ có thể tham gia thi đấu vào lượt về, tức là khoảng tháng 6 giờ đi. Tài phạt các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội. Ở hàng tấn công của câu lạc bộ Quân đội hôm nay chúng ta không thấy Đặng Phương Nam, mà thay vào đó là Nguyễn Anh Tuấn. Đây là cầu thủ mới được bổ sung từ quân khu 7. Cầu thủ ghi bàn xuất sắc của Công an Hà Nội là Nguyễn Minh Hiếu cũng phải hết lượt đi mới có thể thi đấu. Hiếu đang bị chấn thương. Các bạn hẳn còn nhớ ở trận đấu đầu tiên của giải năm ngoái, Hiếu đã lập một hat-trick trên sân vận động Hà Nội, góp phần vào thắng lợi 5-0 của Công an Hà Nội trước câu lạc bộ Quân đội. Còn trận đấu lượt về ở mùa giải năm ngoái diễn ra cũng trên sân vận động cột cờ này thì các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội đã giành thắng lợi với tỷ số 2-0.
đây có lẽ là trận đấu hay nhất của câu lạc bộ Quân Đội ở mùa giải năm ngoái. Vừa rồi Ngô Tiến Dũng đã ngoắc chân Nguyễn Văn Hùng. Nguyễn Văn Hùng chính là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận Công an Hà Nội thắng Công an Hải Phòng. Trong trận đấu khai mạc ở mùa giải năm ngoái, Nguyễn Văn Hùng cũng đã mở tỷ số trận đấu. Bên thành phần của Công an Hà Nội, chúng ta thấy có Nguyễn Văn Hùng là một cầu thủ có kỹ thuật, có tốc độ rất tốt. Bóng không chạm vào đầu ai cả. Thủ môn Nguyễn Tiến Anh sẽ được quyền phát bóng lên. Đội hình của Công an Hà Nội bước vào mùa giải năm nay có Bật Hưng và Hữu Lợi là những cầu thủ đã từng tham gia các đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia. Còn trong đội hình của câu lạc bộ Quân Đội thì có đến 7 cầu thủ đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia cũng như là đội tuyển Olympic. Rõ ràng trong trận đấu ngày hôm nay, ông Phan Văn Mỹ, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Quân Đội thi đấu với đội hình 5-3-2 cũng là rất cẩn thận trong việc phòng thủ. Lã Xuân Thắng chuyển rất thoáng lên cho Hùng. Tạt bóng vào. Hùng tạt bóng ra phía sau cầu môn. Nói chung là những quả tạt như thế này đối với các cầu thủ Việt Nam rất khó. Họ rất ít có khả năng kỹ thuật để có thể lật được những quả bóng đẹp. Trên màn các bạn là ông Nguyễn Văn Nhã, người ngồi bên phải, huấn luyện viên trưởng của đội Công an Hà Nội. Dũng, anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng là con trai của danh thủ Nguyễn Trọng Giáp trước kia. Anh là một trong những cầu thủ có thể hình, có thể nói là lý tưởng đối với các cầu thủ bóng đá Việt Nam. Nguyễn Mạnh Cường, trên hàng tấn công của cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội, chúng ta thấy ông Phan Văn Mỹ bố trí hai cầu thủ đều là từ quân khu 7 lên, đó là Tô Văn An và Nguyễn Anh Tuấn. Và bật tường bằng má ngoài của Trương Việt Hoàng cho đồng đội. Nhưng trước đó trọng tài cho rằng Công an Hà Nội đã phạm lỗi. Theo như chúng tôi nhận định thì có thể ông Bùi Như Đức, trọng tài Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ số 7 của Công an Hà Nội. Đây là sân nhà của các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội, do đó khán giả rất nhiệt tình ủng hộ đội bóng Quân Đội. Cuối năm ngoái, các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội đã có một chuyến đi tập huấn ở Trung Quốc và khi trở về họ có một thể lực rất sung mãn và người ta hy vọng rất nhiều về đội hình này. Thế nhưng ở cúp Quân Đội, các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội đã làm nản lòng giới hâm mộ. Tuy nhiên vào đầu mùa bóng năm nay, với sự ra đời của Trung tâm Thể dục Thể thao Quân Đội, ban lãnh đạo mới đã quyết định bổ sung các huấn luyện viên và họ nói rằng câu lạc bộ Quân Đội sẽ thi đấu giải năm nay với bằng đúng sức lực của mình. Quả đá phạt gián tiếp sở trường của đội trưởng Nguyễn Mạnh Cường. Cường đã nhiều lần ghi được những bàn thắng rất đẹp từ những pha đá phạt như thế này. Cú sút của Cường đi xa và chạy cột dọc khung thành thủ môn Đỗ Thành Tôn. Có thể nói là một tình huống rất nguy hiểm. Về những pha đá phạt thì các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội thường có sở trường, họ có những miếng phối hợp đá phạt rất tốt. Tuấn Thành và Long. Long là cầu thủ năm ngoái cũng không được đưa vào đội hình chính thức và cũng không được đưa cả vào đội hình dự bị. Nhưng năm nay ban huấn luyện mới đã quyết định lấy anh lên. Bóng đi ra sau cầu môn. Một pha để lòng người của các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội rất nguy hiểm. Tiền vệ Triệu Quang Hà của câu lạc bộ Quân Đội cho đến lúc này cũng không thấy có mặt trên sân, có nghĩa là anh đã ngồi ghế ở dự bị. Có thể là do trận trước gặp Sông Lam Nghệ An anh đã bị đau. Các bạn xem lại cú sút phạt gián tiếp của đội trưởng Nguyễn Mạnh Cường, một cú sút rất nguy hiểm, bóng đi trên cột dọc,
của khung thành thủ môn Đỗ Thành Tôn có thể nói là trong gang tấc. Trong pha bóng vừa rồi thì có thể nói là trọng tài đã phạt cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội do hành động là vào bóng nguy hiểm của Ngô Tiến Dũng hậu vệ bên phải. Trọng tài nhắc nhở Ngô Tiến Dũng tuy anh không chạm bóng vào ai nhưng mà anh đã không phạm lỗi, thế nhưng mà trọng tài vẫn thổi phạt bởi vì đó là một hành vi vào bóng rất nguy hiểm. Quyền ném biên thuộc các cầu thủ Công an Hà Nội. Nguyễn Bật Hưng. Ở trận đấu này, cầu thủ trẻ Nguyễn Hải Long theo rất sát Tuấn Thành của Công an Hà Nội. Ở trận đấu khai mạc giải trên sân Đồng Hà Nội với Công an Hải Phòng, Nguyễn Tuấn Thành cũng đã chơi rất tích cực, mặc dù anh không ghi được bàn thắng. Điểm yếu duy nhất của Nguyễn Tuấn Thành có lẽ là do thể lực và thể hình còn hơi nhỏ. Tuấn Thành, thủ môn Tiến Anh đã bắt được bóng rồi. Dũng. Hải Biên. Hải Biên là cầu thủ có thể lực rất tốt và chơi sông sáo. Mặc dù vậy, khả năng bao quát sân của Hải Biên có nhiều hạn chế. Chính vì hàng thủ hôm nay của các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội là Đỗ Mạnh Dũng. Đỗ Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng là hai cầu thủ có thể hình rất cao to trong đội câu lạc bộ Quân Đội. Nguyễn Mạnh Cường. Hải Biên. Anh Tuấn. Tuấn không khống chế được bóng vừa rồi. Rất tiếc cho các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội. Phải nói là Nguyễn Anh Tuấn trong pha bóng vừa rồi tỏ ra lúng túng và không biết xử lý bóng ra sao. Bên phía Công an Hà Nội, đội hình của các cầu thủ Công an Hà Nội chúng ta thấy có một số cầu thủ trẻ như là Bùi Đặng Huy Hoàng. Anh là cầu thủ U19 của đội trẻ Hà Nội đã từng tham gia cúp giải U19 cúp IBM và thi đấu rất chững chạc. Hôm nay đeo áo số 20. Cùng với Bùi Đặng Huy Hoàng thì trong đội hình của Công an Hà Nội tham dự giải hôm nay còn có Trịnh Quốc Khánh, cũng là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng của Hà Nội. Hải Biên. Anh Tuấn. Anh Tuấn hoạt động rất tích cực bên cánh phải. Bật Hưng theo chúng tôi trong pha bóng vừa rồi là khá khôn ngoan. Những quả phát bóng của Công an Hà Nội đều do đội trưởng Lã Xuân Thắng thực hiện. Đức Thắng. Quyền ném biên thuộc Công an Hà Nội. Chiến thuật thi đấu của các cầu thủ Công an Hà Nội và các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội hôm nay khá giống nhau, cả hai đều áp dụng đội hình chiến thuật 5-3-2. Tuy nhiên về phía Công an Hà Nội, do vắng mặt Bùi Hữu Lợi, một thủ lĩnh giữa sân, do đó họ thường dùng những đường chuyền dài vượt tuyến lên cho các tiền vệ và tiền đạo ở tuyến trên. Và bây giờ là một quả đá phạt cho các cầu thủ Công an Hà Nội. Quả đá phạt này ở bên cánh phải theo hướng tấn công của Công an Hà Nội và đứng trước bóng lại là đội trưởng Lã Xuân Thắng. Rất nguy hiểm, không vào. Quả đánh đầu vừa rồi là của Mai Tiến Dũng, thưa các bạn, của Mai Tiến Dũng hậu vệ đeo áo số 5 của Công an Hà Nội. Mai Tiến Dũng là cầu thủ hậu vệ nhưng anh rất chăm lên tham gia tấn công và đã có những đợt tấn công nguy hiểm. Đánh đầu của anh rất tiếc là không chính xác. Mai Tiến Dũng cũng đã từng khoác áo đội tuyển Olympic Việt Nam. Anh có thể hình cao và khả năng chơi đầu tốt. Mai Tiến Dũng có thể nói trong pha bóng vừa rồi không đau, anh đã giả vờ.
Mai Tiến Dũng là hậu vệ có lối đá đeo bám rất khó chịu đối với các tiền đạo. Các bạn xem lại tình huống nguy hiểm vừa rồi. Và đánh đầu của Mai Tiến Dũng, bóng đập đất, sau đó là đi sát với góc vuông khung thành của thủ môn Tiến Anh. Tỷ số trận đấu cho đến lúc này vẫn đang là không đều. Gần 20 phút đã trôi qua. Tiến Dũng, Việt Hoàng, Vũ Quang Minh, Tuấn Thành và lại là Long phạm lỗi với Tuấn Thành. Tuấn Thành là cầu thủ nhỏ con nhưng có trình độ kỹ thuật rất khá. Điểm yếu duy nhất của anh có thể nói là thể lực. Quả phạt mà các cầu thủ Công an Hà Nội được hưởng cách khung thành thủ môn Tiến Anh khoảng 30m. Lã Xuân Thắng sút bóng thẳng về khung thành thủ môn Tiến Anh nhưng cú sút này không mạnh và cũng không chính xác. Đối với bóng đá nước ta, có những quả sút xa tầm 30-35m thì thật là khó. Đức Thắng, Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng. Đã từ 3 mùa bóng này, đội trưởng Lã Xuân Thắng là nút chặn rất an toàn của Công an Hà Nội. Trong những tình huống bị dẫn trước hoặc là vào những thời điểm quyết định, Thắng có thể lên đá vị trí sở trường trước đây của anh là trung phong cắm. Thắng đã nhiều lần đoạt danh hiệu vua phá lưới tại giải vô địch quốc gia vào cuối những năm 80. Tôi quan sát trên khán đài, chúng ta thấy rất nhiều các chiến sĩ đang quan sát đội bóng thân yêu của mình thi đấu. Ngô Tiến Dũng ở trận đấu với Sông Lam Nghệ An hôm chủ nhật vừa qua tại sân Vinh, Ngô Tiến Dũng chơi rất tích cực và anh đã có một cú sút chân trái có thể nói là rất đẹp mắt từ góc vuông của khu cấm địa. Rất nguy hiểm, quả tạt rất nguy hiểm của anh Tuấn từ bên cánh phải vào. Một pha tấn công đẹp mắt của các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội. Rõ ràng từ nãy giờ theo chiến thuật của ông Phan Văn Mỹ thì thường là các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội tổ chức tấn công bên phía bên phải và do đó Nguyễn Anh Tuấn hoạt động rất tích cực. Ngô Tiến Dũng, rất nguy hiểm. Thủ môn Tôn bắt bóng để bật ra. Rất may là một trung vệ của Công an Hà Nội đã kịp phá bóng lên. Ngô Tiến Dũng phá bóng. Mai Tiến Dũng phá bóng rất căng trong phá bóng vừa rồi, rất dũng mãnh. Mai Tiến Dũng và Ngô Tiến Dũng. Ông Phan Văn Mỹ tỏ ra trầm tư. Văn Hùng, Đỗ Thành Tôn còn là một thủ môn còn rất trẻ nhưng anh đầy triển vọng. Các bạn xem lại quả tạt của anh Tuấn vừa rồi. Chuyền của Nguyễn Mạnh Dũng vừa rồi không có địa chỉ. Huấn luyện viên Phan Văn Mỹ của câu lạc bộ Quân Đội. Thanh Minh, rõ ràng là ông Mỹ tỏ ra rất sốt ruột vì đá trên sân nhà nhưng đến giờ này các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội vẫn chưa có thể được tạo được những đợt tấn công cực kỳ nguy hiểm mà có thể dẫn đến bàn thắng. Tuấn Thành,
bóng vẫn trong chân các cầu thủ Công an Hà Nội. Chúng tôi quan sát trên sân thì các cầu thủ Công an Hà Nội tỏ ra rất bực mình với trọng tài trong pha bóng vừa rồi. Họ cho rằng là một hậu vệ của câu lạc bộ Quân Đội đã phạm lỗi với Nguyễn Tuấn Thành, nhưng trọng tài không bắt lỗi. Pha phá bóng về của Nguyễn Hải Long căng như một cú sút. Ban lãnh đạo của các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội. Thanh Minh sẽ thực hiện quả phạt góc bên cánh phải cho các cầu thủ Công an Hà Nội. Thanh Minh là cầu thủ có thể nói là khá đậm người, anh có thể lực tốt mặc dù hơi chậm chạp. Vừa rồi là một pha đá phạt, tổ chức đá phạt góc rất nguy hiểm của các cầu thủ Công an Hà Nội, nhưng cú đánh đầu của Nguyễn Tuấn Thành không chính xác. Bên phía Công an Hà Nội đã thay vị trí của Bùi Hữu Lợi là cầu thủ mang áo số 3. Như vậy là ở trên sân lúc này thì chúng tôi thấy là trong hiệp 1 các cầu thủ Công an Hà Nội được lợi gió. Thanh Minh, Tuấn Thành, Hải Long đeo bám rất sát Tuấn Thành. Có thể nói là kể từ đầu trận đấu đến giờ thì Hải Long đã khá thành công trong vai trò của một người kèm Tuấn Thành. Một quả ném biên bên cánh trái cho các cầu thủ Công an Hà Nội. Nguyễn Bật Hưng. Bật Hưng là cầu thủ đã trưởng thành từ phong trào đá bóng của thành phố Hoa Phượng Đỏ. Anh về đầu quân cho Công an Hà Nội mấy mùa bóng này và chơi rất hay. Tuấn Thành. Rất khó có thể móc lại những quả bóng vừa rồi. Các cầu thủ dự bị của câu lạc bộ Quân Đội: Triệu Quang Hòa và Đặng Phương Nam.
các bạn xem lại tình huống vừa rồi, pha vào bóng của Thanh Minh và anh đã bị trọng tài thổi phạt. Hải Biên, Biên đã rất cố gắng nhưng vẫn để mất bóng. Thanh Minh, Văn Hùng, Vũ Quang Minh. Vũ Quang Minh trước đây đã từng đá cho đội Công an Thanh Hóa. Đội trưởng Nguyễn Mạnh Cường. Cô Văn An. Không hiểu anh lừa bóng đi đâu. Đức Thắng. Rất nguy hiểm. Về mà đá như thế thì rất nguy hiểm. Ngô Tiến Dũng một đường truyền khá thoáng. Nguyễn Văn Hùng. Cả hai đội đều có những cú truyền sai rất buồn cười. Có thể nói là ở trận đấu này cả hai đội đều tổ chức bắt người rất chặt. Bao giờ cũng vậy, Hải Biên luôn hoạt động rất tích cực, mặc dù khả năng quan sát của anh có nhiều hạn chế. Trương Việt Hoàng. Các cầu thủ Cô Lô quân đội phối hợp khá nhịp nhàng ở phía giữa sân. Trọng tài xác định là một quả phát bóng lên của thủ môn hoàn toàn chính xác. Các cầu thủ Câu lạc bộ quân đội thường phối hợp ngắn ở khu vực giữa sân, sau đó mở những đường truyền dài về hai cánh, đặc biệt là bên cánh phải, để tiền đạo Anh Tuấn có tốc độ và kỹ thuật bám được biên đi và đặt những pha rất nguy hiểm vào. Ngô Tiến Dũng, Anh Tuấn. Ngay từ đầu trận đấu thì Anh Tuấn nhận được rất nhiều bóng. Xin lỗi các bạn, vừa rồi là Tô Văn A. Như vậy là Tô Văn An ở tình huống vừa rồi thì anh hoạt động ở bên cánh phải, vị trí của Anh Tuấn. Tuấn Thành. Anh Tuấn. Rất khó hiểu, một đường truyền rất khó hiểu của Anh Tuấn. Rõ ràng làng tiền đạo của Câu lạc bộ Quân đội hôm nay chơi không hiệu quả, mặc dù nó dẫn rất tích cực. Rất đẹp mắt của Tiến Dũng. Tôn ra rất hợp lý. Hải Biên. Đánh đầu cuối cùng của anh Tuấn thì không chính xác. Như vậy là trọng tài cho các cầu thủ Câu lạc bộ Quân đội được hưởng quả phạt góc lên cánh phải. Đội trưởng Nguyễn Mạnh Cường sẽ thực hiện quả phạt góc này. Bật xuống nhưng không vào lưới. Rất tiếc cho các cầu thủ Câu lạc bộ Quân đội trong pha bóng vừa rồi. Liên tục ba cú sút và đánh đầu về khung thành của thủ môn Đỗ Thành Tôn. Vừa rồi là của Trương Việt Hoàng. Đánh đầu rất đẹp mắt của Trương Việt Hoàng. Trong tình huống vừa rồi bóng bật từ sàng ngang bật xuống nhưng rất khó xác định là đã vào hay chưa. Chúng ta sẽ đợi xem lại pha quay chậm. Đó có thể nói là tình huống nguy hiểm đầu tiên, thực sự nguy hiểm của các thủ Câu lạc bộ Quân đội về phía khung thành của Công an Hà Nội. Văn Hùng. Văn Hùng vừa rồi xử lý bóng không hợp lý. Các bạn xem lại tình huống nguy hiểm vừa rồi. Một tình huống hỗn loạn, rất đông cầu thủ tập trung trong vòng cấm địa của thủ môn Đỗ Thành Tôn. Có thể nói trong pha bóng nguy hiểm vừa rồi thì thủ môn Đỗ Thành Tôn đã ra vào rất không hợp lý.
Rất may là một cầu thủ của Công an Hà Nội đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch hôi của môn. Tỷ số cho đến lúc này vẫn là 0-0. Trương Việt Hoàng. Hoàng là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khá tốt. Đức Thắng. Để mất bóng rồi. Văn Hùng. Đợt phản công của các cầu thủ Công an Hà Nội. Một đợt tấn công nguy hiểm của cầu thủ Câu lạc bộ Quân Đội. Và Đỗ Mạnh Dũng đã phá bóng ngay trong chân của Vũ Quang Minh. Ban lãnh đạo của cầu thủ Câu lạc bộ Quân Đội, ông Phan Văn Bị bên trái, giữa là Ba Đẹp hay gọi là Thế Anh và Trần Văn Khánh. Cả ba huấn luyện viên này đều là tuổi xỉu, phải chăng là trung tâm thể dục thể thao Quân Đội muốn giao câu lạc bộ cho ba huấn luyện viên tuổi xỉu, năm nay lại là năm xỉu. Chiều nay, ngoài trận đấu giữa Câu lạc bộ Quân Đội và Công an Hà Nội trên sân Đồng Cột Cờ, còn có hai trận đấu khác diễn ra trên các sân Thống Nhất và Nha Trang. Tại sân Đồng Thống Nhất, các cầu thủ chủ nhà Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp Hải Quan. Đây là hai đội bóng đều của Thành phố Hồ Chí Minh, và trên sân vận động Nha Trang, các cầu thủ chủ nhà Khánh Hòa sẽ gặp Đồng Tháp. Một cú đánh gót rất khéo của các cầu thủ Câu lạc bộ Quân Đội. Ba trận đấu còn lại ở lượt thứ hai sẽ diễn ra vào chiều mai, 13 tháng 3. Rõ ràng là bên phía Công an Hà Nội không có Bùi Hữu Lợi ở phía giữa sân, do đó họ rất ít dùng những đường chuyền ngắn và trung bình ở giữa sân. Là cầu thủ rất quan trọng trong đội hình của Công an Hà Nội. Các bạn có thể thấy những trận đấu mà thiếu Bùi Hữu Lợi thì các cầu thủ Công an Hà Nội đã thi đấu kém hẳn. Trương Việt Hoàng. Rất khó. Đúng. Văn Hưng vào bóng hợp lý. Nói là do tốc độ quá cao nên Nguyễn Dũng đã không chủ là làm chủ được bóng. Chúng tôi xin thông báo lại với các bạn một số kết quả ở lượt đấu đầu tiên. Ở lượt đấu đầu tiên tại sân Đồng Hà Nội, Công an Hà Nội đã giành thắng lợi trước Công an Hải Phòng với tỷ số 1-0. Tại sân Vinh, Sông Lam Nghệ An đã giành thắng lợi trước Câu lạc bộ Quân Đội với tỷ số cũng là 1-0. Cũng trong ngày chủ nhật vừa qua tại Vĩnh Long, các cầu thủ chủ nhà Vĩnh Long hòa Á quân quốc gia Công an Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 0-0. Tại sân Thống Nhất, Cảng Sài Gòn thất bại trước Hải Quan với tỷ số 1-2. Tại Đà Lạt, Lâm Đồng giành thắng lợi trước Khánh Hòa với tỷ số 3-0. Và tại Cao Lãnh, các cầu thủ chủ nhà Đồng Tháp giành thắng lợi trước An Giang 2-1. Pha bóng quần quanh bên phía khu cấm địa của cầu thủ Câu lạc bộ Quân Đội. Chỉ còn chừng 4 phút nữa, hiệp 1 của trận đấu sẽ kết thúc. Thành Minh. Thủ môn Tiến Anh đã đấm bóng ra và tiếp đó là Hải Việt phá mạnh lên. Lã Xuân Thắng. Thành Minh. Rất nguy hiểm. Thủ đeo. Công an đội trong pha bóng vừa rồi. Thủ đeo. 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 Thủ đeo.
vậy là kể từ đầu trận đấu thì Vũ Quang Minh đã chơi khá cao. Vị trí sở trường của anh là hậu vệ. Ở những phút vừa rồi, Vũ Quang Minh lên cao và hỗ trợ cho Văn Hùng cũng như là Tuấn Thành. Cũng giống như ở trận đấu trước gặp Sông Lam Nghệ An, ở trận đấu này ông Phan Văn Mỹ cũng bố trí đội trưởng Mạnh Cường lên đá ở vị trí tiền vệ. Hẳn chúng ta còn nhớ chính Mạnh Cường đã thi đấu ở vị trí tiền vệ trong trận chúng ta gặp các cầu thủ Indonesia. Tốc độ trận đấu diễn ra rất chậm chạp. Thanh Minh, cầu thủ chuyên thực hiện các quả ném biên bên cánh phải. Rất nguy hiểm, Tuấn Thành. Rất tiếc cho Tuấn Thành trong pha bóng vừa rồi. Hai cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội, hai cầu thủ hậu vệ câu lạc bộ Quân Đội bỏ lòng Tuấn Thành để anh băng lên. Rất tiếc là cú đánh đầu của anh lại không chính xác. Như vậy là cả hai đội đều đã có những cơ hội rất nguy hiểm, nhưng tỷ số cho đến lúc này vẫn chưa được mở. Tuấn Thành, Dũng đã phá bóng và chịu quả ném biên. Các bạn xem lại pha bóng nguy hiểm vừa rồi. Lại một quả ném biên nữa cho các cầu thủ Công an Hà Nội. Nguyễn Văn Hưng. Nguyễn Đức Thắng phá bóng ra ngoài đường biên. Pha phá bóng có thể nói là hơi vội vã. Quả ném biên thứ 3 liên tiếp. Bùi Đặng Huy Hoàng. Ngay trên vạch biên trong pha bóng vừa rồi, theo tôi thì Nguyễn Mạnh Dũng có thể che bóng, che người để bóng đi hết đường biên ngang. Ngành lại phá bóng rất mạnh ra phải chịu quả phạt góc nữa. Theo chúng tôi thì quả phạt góc vừa rồi là không đáng có. Nguyễn Mạnh Dũng là cầu thủ trẻ đầy triển vọng và ban lãnh đạo câu lạc bộ Quân Đội hy vọng rằng trong những năm tới anh sẽ thay thế xứng đáng đội trưởng Nguyễn Mạnh Cường. Lã Xuân Thắng sẽ thực hiện quả phạt góc này. Một quả phạt góc nữa. Trong những phút vừa rồi, các cầu thủ Công an Hà Nội được hưởng rất nhiều quả ném biên và phạt góc từ khung thành của câu lạc bộ Quân Đội. Văn Hưng, Lã Xuân Thắng. Quả chuyền của Lã Xuân Thắng quá sâu, Tiến Anh đã bắt được rồi. Mạnh Cường. Tô Văn An. Vẫn Tô Văn An. Trọng tài cho các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội được hưởng quả phạt góc bên cánh trái. Trận đấu hôm nay thời tiết rất tốt để hai đội có thể thi đấu. Sút không vào. Một lần nữa thủ môn Đỗ Thành Tôn ra vào rất không hợp lý. Như vậy là bóng đã trúng vào người của Mai Tiến Dũng và anh đã bị đau. Trọng tài tạm dừng trận đấu để có thể đưa bác sĩ vào chăm sóc cho Mai Tiến Dũng. Đúng là kể từ đầu trận đấu thì Tôn đã nhiều lần ra vào không hợp lý.
bóng năm ngoái Tôn bắt rất hay. Còn kể từ những trận đấu tập huấn chuẩn bị cho giải năm nay thì Tôn đã chơi không hay. Và ban huấn luyện của Công an Hà Nội đã định mời cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Nguyễn Văn Cường từ Bình Định về trận giữ khung thành của Công an Hà Nội, nhưng việc trên đã không thành. Đội Bình Định do bận thi đấu ở giải Cúp bóng đá miền Trung cũng như là chuẩn bị cho giải A1, do đó đã không đồng ý để Nguyễn Văn Cường về thi đấu cho Công an Hà Nội. Như vậy là Cáng đã được đưa vào sân. Thế nói trong pha bóng vừa rồi thì cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội có nhiều khả năng có thể ghi bàn. Các bạn xem lại tình huống này. Cú sút rất căng. Tiến thủ. Pha hỗn loạn. Đỗ Mạnh Dũng. Giang Xuân Thắng phá bóng trượt. Anh Tuấn định gảy nhẹ cho Nguyễn Hải Biên nhưng hai cầu thủ này không hiểu ý nhau. Khán giả hoan hô Mai Tiến Dũng chuẩn bị trở lại sân. Như vậy là ở trên sân lúc này chúng tôi quan sát là Mai Tiến Dũng đã vào sân. Các bạn hẳn còn nhớ ở trận đấu giữa Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Đồng Hà Nội hồi năm ngoái, Dũng đã theo rất sát Lê Huỳnh Đức và cầu thủ này đã nhiều lần phát cáu. Dũng có lưới đá đeo bám rất nguy hiểm và rất có hiệu quả. Đội trưởng Mạnh Cường. Theo đồng hồ của chúng tôi thì chỉ còn chừng 1 phút nữa là hiệp 1 của trận đấu sẽ kết thúc. Trương Việt Hoàng. Tô Văn An. Nguyễn Mạnh Dũng. Dũng có phong thái đá rất chững chạc hơn nhiều so với cái tuổi 20 của anh. Có lẽ là giống bố, cựu danh thủ Nguyễn Trọng Giáp ngày xưa. Trên hàng tấn công của cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội, chúng ta thấy số 10 Tô Văn An và số 11 Anh Tuấn nhiều khi còn tỏ ra lúng túng khi xử lý bóng, mặc dù họ nhận được rất nhiều bóng. Ngô Tiến Dũng, đúng không? Trương Việt Hoàng đánh đầu, Tô Văn An đang chuẩn bị sút. Tỷ số cho đến lúc này vẫn là không đều và theo nhận định của chúng tôi thì hiệp 1 của trận đấu cho đến thời điểm này diễn ra khá cân bằng. Chúng ta có thể nhận thấy Hồng Sơn ngồi trên băng ca dự bị của các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội. Trong 20 phút cuối của trận câu lạc bộ Quân Đội gặp Sông Lam Nghệ An, Hồng Sơn đã rất quyết tâm có thể xin ban lãnh đạo cho ra thi đấu. Như vậy là trọng tài Bùi Như Đức của Thành phố Hồ Chí Minh đã thổi còi kết thúc 45 phút thi đấu của hiệp 1. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số không đều. Các bạn thân mến, mời các bạn nghỉ ít phút trước khi tiếp tục theo dõi hiệp 2. Duy nhất tại sân siêu bổ kết mới với công thức quốc tế, gội thật sạch và nhẹ nhàng chăm sóc da đầu làm cho mái tóc đẹp mềm mại. Sân siêu bổ kết ống mượt như tơ. Vì sao phụ nữ khắp Việt Nam nghĩ rằng Omo là chuyên gia giặt tẩy vết bẩn? Thế mà dùng Omo thì các vết bẩn đều sạch. Sau khi dùng các bột giặt khác và dùng tới Omo, tôi thấy Omo rất là tuyệt. Nó sạch và cái màu áo của em nó không có bị phai. Omo chuyên gia giặt tẩy vết bẩn. Từ ngày mà xài xà bông Omo á, quần áo không còn vết dơ nữa.
tự nhiên thấy vui hẳn lên. Cho em một bịch nữa nhé. Omo chuyên gia giặt tẩy vết bẩn. Chúng ta hãy ghé thăm xem cô Mi còn dùng dầu gội Organis nữa không. Tôi vẫn dùng dầu gội Organis và không muốn đổi sang dùng dầu gội khác. Organis có chứa chất glucosil nuôi dưỡng chân tóc và chất pason MCX bảo vệ bìa bì tóc từ gốc tứ ngọt. Chị thấy đấy, chân tóc mà chắc thì tóc không rụng nữa. Đúng như vậy. Organis, mái tóc đẹp bắt nguồn từ chân tóc. Mời các bạn trở lại với sân rộng cột cờ thủ đô Hà Nội để đón xem hiệp 2 trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá hạng nhất quốc gia năm 1997 giữa hai đội câu lạc bộ Quân đội và Công an Hà Nội. Ở hiệp 2 của trận đấu, các cầu thủ chủ nhà câu lạc bộ Quân đội ở bên phải mẻ nhỏ các bạn, còn Công an Hà Nội ở bên trái mẻ nhỏ các bạn. Ở hiệp 2 này, các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội có một số thay đổi như sau là số 6 Nguyễn Hải Biên ra sân và số 11 Nguyễn Anh Tuấn ra sân. Vào thay các cầu thủ này là số 20 Đặng Phương Nam và số 17 Triệu Quang Hà. Còn về phía Công an Hà Nội vẫn chưa có thay đổi gì. Theo nhận định của chúng tôi, hiệp 1 của trận đấu đã diễn ra khá cân bằng. Cả hai đội đều có một số cơ hội làm bàn nhưng vẫn chưa mở được tỷ số. Chúng tôi xin giới thiệu lại đội hình của hai đội để các bạn tiện theo dõi. Về phía đội câu lạc bộ Quân đội, thủ môn số 1 Trần Tiến Anh, các cầu thủ số 15 Nguyễn Mạnh Cường, số 5 Đỗ Mạnh Dũng, số 3 Nguyễn Mạnh Dũng, số 4 Nguyễn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hải Long, số 17 Triệu Quang Hà, số 7 Trương Việt Hoàng, số 20 Đặng Phương Nam, số 10 Tô Văn An và số 2 Ngô Tiến Dũng. Còn về phía Công an Hà Nội, thủ môn số 22 Đỗ Thành Tôn, số 3 Vũ Quang Minh, số 4 Nguyễn Thanh Minh, số 5 Mai Tiến Dũng, số 8 Nguyễn Bật Hưng, số 9 Lã Xuân Thắng, số 10 Nguyễn Tuấn Thành, số 12 Nguyễn Ngọc Long, số 17 Nguyễn Đức Thịnh, số 19 Nguyễn Văn Hùng, số 20 Bùi Đặng Huy Hoàng. Vũ Quang Minh, đội trưởng Nguyễn Mạnh Cường, Thanh Minh. Đặng Phương Nam, Việt Hoàng. Cú chọc bóng vừa rồi của Việt Hoàng không hợp lý. Thời tiết trên sân cho đến thời điểm này vẫn rất thuận lợi cho cả hai đội thi đấu. Trời mát, nhiệt độ lúc này đã hạ xuống còn khoảng 22 độ, gió thổi nhẹ. Ở hiệp 2 của trận đấu thì các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội lợi gió hơn. Mặc dù trời nhiều mây nhưng cho đến lúc này thì không mưa và sân bãi khô ráo. Khán giả vẫn cổ vũ rất nhiệt tình và vô tư, có vẻ như là vào đầu hiệp 2 khán giả còn đông hơn so với đầu hiệp 1. Thanh Minh, Văn Hùng. Mặc dù có sự thay đổi về đội hình nhưng các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội vẫn duy trì sơ đồ chiến thuật là 5-3-2. Ở trên, Đặng Phương Nam đã vào thay Anh Tuấn để tăng cường hàng tấn công. Nguyễn Đức Thắng ném bóng ném biên nhấc chân. Ném biên được trở lại cho các cầu thủ của Công an Hà Nội. Và bây giờ là số 4 của Công an Hà Nội, Thanh Minh. Một quả phạt góc bên cánh phải cho các cầu thủ Công an Hà Nội. Các trận đấu giữa câu lạc bộ Quân đội và Công an Hà Nội hiếm khi kết thúc với tỷ số hòa. Thanh Minh sẽ thực hiện quả phạt góc này. Rất nguy hiểm. Ngọc Long không vào. Một pha bóng rất nguy hiểm về phía khung thành của câu lạc bộ Quân đội. Rất nguy hiểm. Quả đá vuốt lập bập từ xa của đội trưởng Lã Xuân Thắng. Trong pha bóng vừa rồi chúng ta có thể thấy được là thủ môn Trần Tiến Anh ra vào không hợp lý. Cố gắng nhưng không cứu được bóng và quyền ném biên bây giờ thuộc Công an Hà Nội. Thanh Minh,
Dũng đã phạm lỗi. Anh phạm lỗi với Bùi Đăng Huy Hoàng. Chúng ta xem lại pha quay chậm trước khung thành của câu lạc bộ Quân Đội. Có thể nói rất nguy hiểm. Đội trưởng Lã Xuân Thắng. Vũ Quang Minh. Nguyễn Mạnh Dũng. Rất khéo, rất tỉnh táo. Đặng Phương Nam. Trương Việt Hoàng. Triệu Quang Hà. Phong độ cũng như là thể lực của Triệu Quang Hà trong thời gian gần đây có những tiến bộ vượt bậc. Rồi là một cái chuyền rất đẹp mắt của đội trưởng Nguyễn Mạnh Cường. Quả lần bóng vừa rồi của Tô Văn An cũng rất đẹp, nhưng hậu vệ của Công an Hà Nội đã kịp thời phá ra rồi. Ngô Tiến Dũng. Thủ môn Đỗ Thành Tôn ở hiệp 1 đã có nhiều pha ra vào rất không hợp lý, làm thót tim các cổ động viên của Công an Hà Nội. Trong những giải đấu đường dài như thế này thì phong độ của các thủ môn bao giờ cũng hay dần lên qua từng trận đấu. Tôn vẫn còn rất trẻ. Đỗ Thành Tôn sinh năm 1976. Xuân Thắng thực hiện đều rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, Nguyễn Mạnh Dũng chuyền bóng. Sau đó một cầu thủ của Hà Nội đã tranh thủ sút bóng, nhưng cú sút này không chính xác. Cú sút vừa rồi là của Vũ Quang Minh. Vừa rồi là hậu vệ số 3 câu lạc bộ Quân Đội Nguyễn Mạnh Dũng chuyền ngang một quả rất khó hiểu. Triệu Quang Hà. Chúng ta thấy trọng tài là không, ông đã chỉ nhầm hướng. Ông phạt các cầu thủ Công an Hà Nội nhưng lại chỉ về phía câu lạc bộ Quân Đội. Trọng tài là ông Bùi Như Đức, trọng tài của Thành phố Hồ Chí Minh. Phong độ của Triệu Quang Hà trong thời gian gần đây, Hà đá rất lên chân, còn Đặng Phương Nam thì đã một năm qua không hề tiến bộ. Trong những trận đấu gần đây của đội tuyển quốc gia cũng như là câu lạc bộ Quân Đội, Nam không có duyên ghi bàn. Và sau khi từ đội tuyển quốc gia trở về thì theo trong những buổi nói chuyện của chúng tôi với ban huấn luyện của câu lạc bộ Quân Đội thì thể lực của Nam trong thời gian gần đây rất yếu. Nam rất yếu và có thể nói thể lực thuộc loại trung bình yếu cho so với các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội. Ngọc Long, Vũ Quang Minh, Long. Trong những phút vừa rồi, về phía hàng thủ của câu lạc bộ Quân Đội chúng ta thấy là trung vệ Thòng, Đỗ Mạnh Dũng tỏ ra khá chắc chắn. Dũng vào bóng, Ngô Tiến Dũng vào bóng từ phía sau với Nguyễn Tuấn Thành. Cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội có hai hậu vệ biên là Đức Thắng và Ngô Tiến Dũng. Như vậy là Dũng đã bị thẻ vàng rồi. Dũng là cầu thủ rất tích cực lên tham gia tấn công và không ngại va chạm. Trong đội câu lạc bộ Quân Đội người ta thường gọi Dũng là Dũng Búp Nốt. Phải chăng là anh giống với danh thủ Búp Nốt ngày xưa của Liên Xô? Triệu Quang Hà. Tô Văn An. Quả tạt của Tô Văn An không nguy hiểm đối với Đỗ Thành Tôn. Nhưng chúng ta cũng thể thấy được thủ môn Đỗ Thành Tôn nhảy lên bắt bóng chính xác, nhưng cái chân của anh thì rất không thể thao. Đây cũng là điều mà chúng ta thường thấy ở các thủ môn Việt Nam. Những pha cao dơ chân như thế nếu như thi đấu quốc tế thì sẽ rất hay bị phạt. Tiến Dũng lại phạm lỗi với Tuấn Thành.
có lẽ anh do anh đã bị một thẻ vàng nên trọng tài Đức tỏ ra nhẹ nhàng hơn. Xin mời các anh. Bạn Hưng, Triệu Quang Hà cùng chuyền dài rất đẹp lên cho Tô Văn An. Kịp không? Không kịp rồi. Chúng tôi thấy rằng mặt sân không được tốt và quả chuyền của Triệu Quang Hà đã vấp vào ổ gà trên mặt sân và sau đó trượt, bóng nảy không theo như ý muốn. Theo chúng tôi thì quả chuyền vừa rồi của Triệu Quang Hà là hợp lý và đúng kỹ thuật. Ngọc Long. Ngọc Long trước đây cũng đã từng thi đấu cho Công an Thanh Hóa. Hậu vệ Đức Thắng chơi rất sông sáo trong pha bóng vừa rồi. Đức Thắng là cầu thủ hậu vệ có sức mạnh, thi đấu dũng mãnh nhưng có một điểm yếu là rất hay phạm lỗi. Lại là Thanh Minh thực hiện quả phạt góc bên cánh phải cho Công an Hà Nội. Rất nguy hiểm. Một pha nhào lộn đẹp mắt của thủ môn Trần Tiến Anh. Trần Tiến Anh là con trai của cố thủ môn nổi tiếng Trần Văn Vĩnh. Dự bị cho Tiến Anh ở mùa bóng này vẫn là Trần Xuân Lý. Trần Xuân Lý trước trong một số trận đấu thử nghiệm hồi đầu mùa bóng thì cũng như là tại cung đá quân đội mở rộng hồi năm ngoái, anh đã thử đá ở vị trí tiền vệ nhưng không thành công. Rõ ràng là đối với một cầu thủ Việt Nam, thay đổi vị trí từ thủ môn lên đá thì là điều cực kỳ khó. Những trường hợp như thế chúng ta chỉ thấy ở các cầu thủ Nam Mỹ thôi, nhưng Nam Mỹ thì lại rất khác. Nam Mỹ lại là một môi trường bóng đá rất đặc biệt và lại càng khác xa so với bóng đá châu Á. Lại một quả phạt góc bên cánh phải cho các cầu thủ Công an Hà Nội. Liên tục các quả phạt góc. Trọng tài phạt Công an Hà Nội vì vào bóng phạm lỗi đạp bóng. Điểm yếu nhất của các cầu thủ bóng đá Việt Nam đó là việc di chuyển chỗ. Quang Hà. Mặt sân bên cánh trái theo hướng tấn công của cầu thủ câu lạc bộ Bộ đội không được tốt. Trong pha bóng vừa rồi thì trọng tài phạt Quang Hà. Đá Xuân Thắng. Quang Minh. Chuyển rất thoáng xuống cho Tấn Thành. Khá kỹ thuật nhưng lại chậm mất rồi. Sẽ nói là trong pha bóng vừa rồi Tuấn Thành luẩn quẩn một mình rồi đá bóng ra ngoài đường biên ngang. Long. Rồi Tô Đặng Phương Nam đã phạm lỗi. Do hàng tiền vệ của cả hai đội đều yếu kém do thiếu những cầu thủ chủ chốt, do đó cả hai đội đều dùng những đường chuyền dài vượt tuyến. Một lối đá khá giống nhau. Kể từ đầu trận đấu thì cầu thủ hai đội cũng bắt người rất chặt và có thể nói là được hạn chế được nhiều những điểm mạnh của cả hai bên. Bật Hưng. Các cầu thủ Công an Hà Nội định tổ chức đá phạt nhanh nhưng vẫn phải đá lại.
Bật Hưng sẽ thực hiện quả đá phạt này. Một góc sút phạt rất nguy hiểm. Lại một lần nữa Mai Tiến Dũng. Trung vệ Mai Tiến Dũng lên tham gia tấn công. Lại một lần nữa có một pha bóng rất nguy hiểm về khung thành của Trần Tiến Anh. Bóng chỉ sát qua cột dọc mà thôi. Các cầu thủ chủ nhà câu lạc bộ Quân Đội trong những phút vừa rồi tỏ ra là bị đuối sức nên để các cầu thủ khách Công an Hà Nội liên tục áp đảo. Ngô Tiến Dũng, Tô Văn An, Tô Văn An. Trọng tài chỉ vào chấm phạt góc. Triệu Quang Hà. Và cú sút rất nhanh của Trương Việt Hoàng. Anh nối ngay từ quả phạt góc của Triệu Quang Hà nhưng đúng vào vị trí của thủ môn Tôn. Nói chung là những pha bóng vừa rồi rất hiếm khi gặp ở các cầu thủ Việt Nam, nhưng có thể nói rất đáng khen cho Trương Việt Hoàng trong pha đá vô lê vừa rồi. Tình huống vừa rồi có thể nói là một tình huống vừa bài bản lại vừa xuất thần. Lã Xuân Thắng. Ngọc Long. Phạm Tuấn Thành rồi. Triệu Quang Hà. Vấn Hà. Thịnh. Văn Hùng. Bên hàng phòng ngự của các cầu thủ Công an Hà Nội chúng ta thấy chơi xuất sắc vẫn là Lã Xuân Thắng và Nguyễn Đức Thịnh. Chúng ta xem lại pha đá vô lê của Trương Việt Hoàng. Rất đẹp mắt nhưng lại trúng vào vị trí của thủ môn Tôn. Trên sân lúc này chúng ta thấy là Nguyễn Tuấn Thành. Chúng tôi nhận định là Nguyễn Tuấn Thành đã phải ra ngoài sân để các bác sĩ chữa trị vết thương. Tỷ số cho đến lúc này vẫn là không đều. Và trên sân lúc này chúng tôi thấy là câu lạc bộ Quân Đội lại chuẩn bị có sự thay đổi người. Có lẽ là số 14 Minh Tiến sắp vào sân. Thành Minh. Ngọc Long vào bóng rất quyết liệt. Như vậy là Ngô Tiến Dũng đã rời sân. Tiến Dũng đã rời sân và vào thay anh là Minh Tiến. Minh Tiến đã chơi cho câu lạc bộ Quân Đội từ mùa bóng năm ngoái, nhưng anh thường vào sân ở hiệp 2. Áo số 14 vào sân. Cầu thủ Ngô Tiến Dũng mang áo số 2 ra sân. Minh Tiến là cầu thủ tiền vệ nhưng thay cho Ngô Tiến Dũng là hậu vệ, thì không biết ông Mì định sắp xếp đội hình như thế nào. Trương Việt Hoàng. Tiền đạo Tô Văn An của câu lạc bộ Quân Đội chơi không hiệu quả. Vũ Quang Minh. Minh không hiểu là chuyền hay sút trong tình huống vừa rồi. Nếu sút thì rất không chính xác, còn chuyền thì lại quá sâu. Nhìn đội hình trên sân lúc này chúng tôi thấy rằng là Triệu Quang Hà đã lùi ở vị trí hậu vệ phải thay cho Ngô Tiến Dũng, còn Nguyễn Minh Tiến thì đã ở trên thay cho vị trí của Triệu Quang Hà. Trong đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia thì Triệu Quang Hà cũng đã ở vị trí hậu vệ phải.
Trọng tài đã thổi phạt Triệu Quang Hạc, anh phạm lỗi với Tuấn Thành. Một quả phạt rất nguy hiểm, góc sút rộng. Một cơ hội cho các cầu thủ Công an Hà Nội. Quả phạt này cách khung thành của thủ môn Tiến Anh khoảng 19 mét. Có đến 5 cầu thủ Công an Hà Nội đứng trước bóng. Bây giờ là 4 cầu thủ Công an Hà Nội đứng trước bóng. Rất nguy hiểm. Cầu thủ Công an Hà Nội phối hợp rất không ăn ý và rất đáng tiếc. Họ đã mất khoảng thời gian rất lâu để có thể dàn xếp quả này, nhưng lại Triệu Quang Hà vấp ngã rất nguy hiểm. Nhưng vừa rồi là quả lật bóng của Vũ Quang Minh lại bị thủ môn Trần Tiến Anh bắt bài. Nguyễn Mạnh Cường. Đỗ Văn An. Đá bóng vào. Một động tác rất buồn cười. Triệu Quang Hà. Đức Thắng. Hàng công của các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội ít di chuyển nên rất khó chuyển. Minh Tiến. Wow! Một pha tấn công rất đẹp bên phía cánh phải của cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội. Minh Tiến lật bóng rất đẹp mắt vào, nhưng có ba kéo đỏ lao vào nhưng không ai chạm được vào bóng. Rất tiếc cho cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội. Gần với bóng nhất là Đặng Phương Nam. Có thể Nam đánh đầu, có thể nói là Nam đánh đầu hụt bóng. Chỉ khoảng 10 phân nữa là với tới bóng. Nhưng cuối cùng thì bóng vẫn không vào lưới. Tỷ số trận đấu cho đến lúc này vẫn là không đều. Trận đấu lượt về giữa Công an Hà Nội và câu lạc bộ Quân Đội sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 7 tại sân vận động Hà Nội. Trương Việt Hoàng. Ngọc Long. Trọng tài không thổi phạt. Chú Tuấn Thành rất hay bị đọc. Đức Thắng. Nam. Đẹp rồi, thưa các bạn. Trong pha bóng vừa rồi thì Nguyễn Đức Thịnh chơi rất xấu với Đặng Phương Nam. Anh đã đánh nguội Đặng Phương Nam. Nếu bóng đá quốc tế thì theo chúng tôi, trong pha bóng vừa rồi thì Nguyễn Đức Thịnh phải phạt thẻ đỏ chứ không phải là thẻ vàng đâu. Đặng Phương Nam rất đau. Một pha đánh ngoại, một pha đánh nguội của các cầu thủ Công an Hà Nội. Trận đấu đã diễn ra khá căng thẳng. Chúng ta hãy chờ quyết định của trọng tài. Trọng tài phạt lên nhưng sẽ phải phạt thẻ cho cầu thủ đã phạm lỗi. Không biết chúng ta xem lại pha quay chậm dẫn đến quả đánh nguội của Nguyễn Đức Thịnh đối với Đặng Phương Nam. Rất đông các cầu thủ Công an Hà Nội đang đứng phân trần với trọng tài. Đấy là ở trên sân lúc này chúng tôi nhận thấy như vậy. Chúng ta xem lại rất kỹ, rõ ràng là Nguyễn Đức Thịnh đã đánh nguội đối với Công an Hà Nội, đối với Đặng Phương Nam. Trọng tài vẫn chưa biết giải quyết thế nào. Trọng tài chỉ rút thẻ vàng, thưa các bạn, theo tôi. Như vậy là thẻ vàng thứ hai, Đức Thịnh đã phải rời sân. Vâng, chỉ riêng trong pha phạm lỗi vừa rồi thôi, thì nếu như bắt đúng cũng xứng đáng là một thẻ đỏ rồi. Một pha đánh rất thô bạo. Bóng đá Việt Nam muốn phát triển được, các cầu thủ cần phải thi đấu trung thực và thi đấu rất mang tinh thần thể thao, không nên có những hành động như vậy. Sau khi ra ngoài sân, Đức Thịnh lại cởi áo. Các bạn thấy trên màn ảnh,
đừng quên rằng anh đang khoác áo của ngành công an. Mà theo điều luật của theo điều lệ của giải vô địch năm nay thì nếu mà Đức Thịnh cởi áo thì sẽ bị kỷ luật. Nhưng chúng tôi quan sát trên sân thì Nguyễn Đức Thịnh đã mặc lại áo vào rồi. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng. Lại một pha vào bóng thô bạo nữa, các cầu thủ Công an Hà Nội đã mất bình tĩnh rồi. Liên tục những pha bóng rất thô bạo, không thể như thế được. Vừa rồi là số 4 Nguyễn Đức Thắng đã bị đau. Trọng tài mới được xử lý các tình huống, các vận động viên không tham gia vào các tình huống ở trên sân. Như vậy là chúng tôi nhìn thấy trên sân lúc này là Cáng đã được đưa vào. Trong những trận đấu như thế này thì trọng tài cần phải rất tỉnh táo và khôn khéo. Có nhiều pha bóng mà không thể xử theo luật được, cần phải rất tâm lý. Đức Thắng đã được băng ca đưa ra sân. Bóng đá của chúng ta chưa phải là giỏi gì, nhưng nếu để tình trạng bạo lực không những trong sân cỏ mà ngoài sân cỏ, nhất là đối với các cầu thủ, nếu thi đấu không bình tĩnh thì sẽ rất dở. Các bạn xem lại pha bóng dẫn đến Đức Thắng bị đau. Bây giờ trên sân 10 cầu thủ Công an Hà Nội đối chọi với 11 cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội. Vào thời điểm này thì câu lạc bộ Quân Đội cũng chỉ còn 10 người trên sân thôi, bởi vì Đức Thắng vẫn đang ở ngoài sân và chưa vào thi đấu được. Bây giờ là phút thứ 26 của trận đấu theo đồng hồ của chúng tôi. 26 của hiệp 2, xin lỗi các bạn. Cả hai đội câu lạc bộ Quân Đội và Công an Hà Nội đều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi bước vào giải bóng đá hạng nhất năm nay. Mặc dù vậy, đây là trận đấu thứ hai của cả hai đội tại giải năm nay, nhưng các bạn có thể thấy là cả hai vẫn còn có rất nhiều vấn đề cả về chuyên môn, lực lượng, thể lực. Theo truyền thống thì từ trước đến nay, các trận đấu giữa Công an Hà Nội và câu lạc bộ Quân Đội diễn ra rất quyết liệt. Ở trên sân lúc này thì chúng tôi nhận thấy là Đức Thắng đã vào sân. Chúng tôi thấy rằng một cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội lại nằm ra sân và ôm mặt trên sân lúc này. Lại là Đặng Phương Nam. Vâng, thưa các bạn, rõ ràng là một pha đánh nguội. Một pha đánh nguội. Một pha đánh nguội, thưa các bạn. Không phải là Đặng Phương Nam. Chúng tôi vẫn chưa nhìn rõ là cầu thủ nào bị đau. Như vậy không phải Đặng Phương Nam mà là Tô Văn An. Chúng tôi nhận thấy lúc này là Tô Văn An đang bị choáng và các cầu thủ Quân Đội đang rất lo lắng. Băng ca lại một lần nữa được đưa vào sân. Rằng là ông Tô Quang Nhạ, chỉ đạo viên của đội Công an Hà Nội. Một pha đánh nguội theo chúng tôi không thể chấp nhận được. Trọng tài Bùi Như Đức của Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ hỏi ý kiến của hai người trợ lý của mình là Lương Thế Tài và Phạm Chu Thiện. Rất căng thẳng. Gọi Mai Tiến Dũng ra. Trọng tài gọi cho Mai Tiến Dũng ra. Như vậy là thẻ đỏ dành cho Mai Tiến Dũng. Như vậy là trong tình huống vừa rồi, Mai Tiến Dũng đã đánh cút rất mạnh vào mặt của Tô Văn An. Trong những tình huống trước đó, chúng tôi đã nhận thấy, mặc dù truyền hình không có, nhưng chúng tôi đã nhận thấy là Mai Tiến Dũng đã rất hụt hoặc với Tô Văn An trong những tình huống trước khi tình huống này xảy ra.
Hoa Chân Dũng. Mai Tiến Dũng tỏ ra rất nóng nảy và không kiềm chế. Những hành động này phải xử lý kiên quyết, thẻ đỏ là hợp lý. Bất chấp đúng sai như thế nào thì các cầu thủ Công an Hà Nội không được phép quên rằng họ đại diện cho ngành công an và lại là công an của thủ đô Hà Nội. Không thể chấp nhận được. Dù có bị thẻ đỏ cũng phải ra sân một cách nhẹ nhàng. Khán giả đang rất phẫn nộ trước Mai Tiến Dũng. Một trận đấu rất căng thẳng thưa các bạn. Hai cầu thủ Công an Hà Nội đã bị đuổi. Không khí trên sân lúc này đang căng thẳng. Như chúng tôi đã giới thiệu với các bạn, trong những tình huống mà truyền hình không quay, chúng tôi đã nhận thấy rằng Mai Tiến Dũng đã hụt hoặc rất mạnh đối với Tô Văn An, và trong pha bóng vừa rồi chỉ là một giọt nước làm tràn cốc mà thôi. Nhưng trong những trận đấu như thế này cần phải cẩn thận. Tô Văn An đã phải bị dán băng dính vào mắt và phải ra sân thi đấu. Như vậy là Bật Hưng đã ra sân. Bật Hưng số 8 của Công an Hà Nội, và thay anh là Dương Hưng. Dương Hưng vào sân với áo số 16. 11 người đã với 9, lợi thế đang nghiêng về các cầu thủ chủ nhà Công an Hà Nội. Theo chúng tôi thì những pha bóng đánh nguội và những pha bóng thô bạo phải được xử lý nghiêm khắc. Mạnh Cường trả bóng về cho thủ môn Đỗ Thành Tuấn. Trong những pha bóng vừa rồi, theo chúng tôi thì trọng tài Bùi Như Đức xử lý rất hợp lý, rất chính xác. Nhận định của chúng tôi kể từ đầu trận đấu thì trọng tài Bùi Như Đức cùng với hai người trợ lý là Lương Thế Tài và Phạm Chu Thiện đã phối hợp với nhau khá tốt, luôn luôn có những trao đổi ý kiến và đưa ra những quyết định khá chính xác. Hẳn chúng ta còn nhớ trong trận chung kết giải vô địch bóng đá quốc gia năm ngoái, cũng vì lỗi đánh nguội và phản ứng với trọng tài mà cầu thủ Chu Văn Mồi đã phải nghỉ thi đấu đến hết đời. Các cầu thủ trẻ, các cầu thủ bóng đá Việt Nam, nhất là các cầu thủ trẻ cần phải học hỏi từ tấm gương đó. Chúng ta đang chơi bóng đá, không thể để những cái... Vừa rồi chúng ta thấy là Nguyễn Văn Hùng lại có một hành động xấu. Mạnh Cường, Ngọc Long, Đức Thắng. Với lợi thế về quân số, chắc chắn các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội sẽ gây sức ép. Trên hàng tấn công của Công an Hà Nội lúc này chỉ cắm một mình Văn Hùng. Văn Hùng cũng thường xuyên phải lùi về để hỗ trợ cho đồng đội. Theo đồng hồ của chúng tôi chỉ còn hơn 10 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc. Tỷ số lúc này vẫn là không đều. Trọng tài vừa rồi đã thổi phạt Triệu Quang Hà. Trên sân lúc này thì chúng tôi nhận thấy là bên phía Công an Hà Nội đã chuẩn bị có sự thay đổi người. Tiền đạo duy nhất hiện nay của Công an Hà Nội là Nguyễn Văn Hùng cũng sẽ phải ra sân. Vâng, số 19 Nguyễn Văn Hùng sẽ ra sân, và cầu thủ sẽ là số 15 Lê Anh Dũng. Lê Anh Dũng cũng là một cầu thủ trẻ trưởng thành từ phong trào bóng đá của Hà Nội. Kể từ đầu trận đấu thì Văn Hùng hoạt động xông xáo và tích cực. Chúng tôi nhận thấy là anh đã bị đau. Đội Công an Hà Nội có sự thay đổi người. Cầu thủ Lê Anh Dũng mang số áo 15 vào sân. Cầu thủ Nguyễn Văn Hùng mang số áo 19 ra sân. Các trận đấu ở lượt thứ 3 tại giải bóng đá hạng nhất năm 97 sẽ diễn ra vào chủ nhật tới. Vào chủ nhật tới, câu lạc bộ Quân Đội sẽ xuống Hải Phòng để đá với Công an Hải Phòng. Rất nguy hiểm. Đức
Thắng đã phạm lỗi với Huy Hoàng rồi. Vâng, Thanh Minh và Đức Thắng lại hụt hoặc với nhau. Rõ ràng trong những pha bóng vừa rồi, cầu thủ Công an Hà Nội đã tỏ ra rất mất bình tĩnh. Trên sân lúc này thì chúng tôi nhận thấy là Huy Hoàng đang bị đau. Anh đang nằm trên sân. Như vậy là Huy Hoàng đã đứng dậy rồi. Không cần phải các bác sĩ vào sân chăm sóc. Và chủ nhật tới, các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội sẽ xuống Hải Phòng để thi đấu với Công an Hải Phòng. Còn Công an Hà Nội sẽ tiếp Sông Lam Nghệ An tại sân vận động Hà Nội. Các trận đấu ở lượt thứ 3 được tổ chức vào ngày chủ nhật tới, 16 tháng 3. Các cầu thủ Công an Hà Nội vẫn cố gắng kéo đá chậm lại bởi vì họ chỉ còn có 9 người trên sân. Rõ ràng lúc này một trận hòa là quan trọng đối với các cầu thủ Công an Hà Nội. Tuấn Thành và đội trưởng Mạnh Cường. Lỗi rồi, Tuấn Thành phạm lỗi với Mạnh Cường. Lỗi không nặng. Lên đây! Sau những va chạm thô bạo mà các cầu thủ Công an Hà Nội đã phải nhận hai thẻ đỏ vì lối đá xấu của mình. Khán giả, chúng tôi nhận thấy rằng khán giả trên sân đang rất ủng hộ các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội. Khán giả thủ đô và khán giả Việt Nam nói chung luôn luôn ủng hộ lối đá đẹp và rất ghét những cái lối đá thô bạo. Đức Thắng xử lý bóng rất không hợp lý và để cho Thanh Minh ép bóng. Bóng đi ra hết đường bên ngang, một quả phát bóng lên cho thủ môn Đỗ Thành Tôn. Các bạn hẳn còn nhớ ở mùa bóng năm ngoái, các cầu thủ Công an Hà Nội đã chơi khá tốt ở lượt đi, sau đó lại để mất phong độ ở lượt về và xếp thứ 9 trên 12 sau giai đoạn đầu tiên. Câu lạc bộ Quân đội ở lượt đi đã chơi không tốt, ở lượt về có chơi tốt hơn, mặc dù vậy vẫn không lọt được vào vòng chung kết. Vào mùa bóng năm nay, cả hai đội đều có những thay đổi. Các cầu thủ Công an Hà Nội lấy thêm một số cầu thủ từ tuyến năng khiếu cũng như là tuyển trẻ Hà Nội lên. Câu lạc bộ Quân đội cũng lấy thêm một số cầu thủ từ trường đào tạo của câu lạc bộ Quân đội cộng với một số cầu thủ bổ sung từ các quân khu. Chỉ còn chừng 7 phút nữa thôi trận đấu sẽ kết thúc. Dù hơn người nhưng cho đến lúc này các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của thủ môn Đỗ Thành Tôn, Công an Hà Nội. Nguyễn Hải Long, hậu vệ câu lạc bộ Quân đội hôm nay chơi khá hiệu quả. Tuấn Thành đá ngã rồi và trọng tài đã thổi phạt Hải Long. Vâng, số 19 của câu lạc bộ Quân đội là Hải Long. Một pha đá phạt nguy hiểm, cho dù lực lượng của Công an Hà Nội nay còn rất mỏng, mặc dù họ được hưởng đá phạt nhưng rất ít các cầu thủ lên tham gia tấn công. Họ vẫn còn để tới 4 cầu thủ ở phía sân nhà để đề phòng bất chắc. Theo như chúng tôi nhớ thì tại giải bóng đá trẻ cách đây vài năm thì cầu thủ số 19 của câu lạc bộ Quân đội được ban tổ chức thông báo tên là Ngọc Long. Còn bây giờ thì theo danh sách trên sân thì anh lại là Hải Long. Một pha đá phạt nguy hiểm và cú sút có thể nói là lên trời. Cú sút của Bùi Đặng Huy Hoàng vừa rồi rất không chính xác và chúng ta không hiểu anh sút bóng có ý đồ như thế nào. Thanh Minh, Nguyễn Mạnh Dũng, Đức Thắng,
biết là các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội có tận dụng được ưu thế hơn người hay không. Đội trưởng Nguyễn Mạnh Cường sút. Sút rất đẹp. Vừa rồi là cú sút đẹp mắt của cầu thủ số 3 Nguyễn Mạnh Dũng câu lạc bộ Quân Đội. Cú sút của anh bằng chân trái, bóng xoáy nhưng cách khung thành chạy khung thành của dọc. Hai cú sút liên tiếp của Nguyễn Mạnh Dũng. Dũng là cầu thủ có thể hình rất tốt và chơi đều cả hai chân. Ông Nguyễn Văn Mị tỏ ra sốt ruột, rõ ràng là hơn người nhưng đến lúc này cầu thủ Quân Đội vẫn chưa ghi được bàn thắng. Như vậy là trên sân lúc này chúng tôi nhận thấy là Vũ Minh Hiếu đã chuẩn bị vào sân. Theo như trao đổi của chúng tôi với lãnh đội của Công an Hà Nội trước khi diễn ra trận đấu này thì Minh Hiếu sẽ còn phải nghỉ một thời gian dài nữa. Nhưng lúc này thì không hiểu là đây phải chăng là giải pháp tình thế mà Vũ Minh Hiếu sẽ phải vào sân. Cú sút không chính xác và chúng ta xem lại cú sút đẹp mắt của Nguyễn Mạnh Dũng nhưng không chính xác. Như vậy là Vũ Minh Hiếu sẽ vào sân thay cho Huy Hoàng. Có lẽ đây là giải pháp tình thế. Hiếu là cầu thủ thi đấu khôn ngoan và dạn dày kinh nghiệm. Đội Công an Hà Nội xin thay người. Vũ Minh Hiếu mang số áo 11 vào sân. Hiếu đã vào sân. Huy Hoàng mang số áo 20 ra sân. Khi mà cầu thủ của cả hai đội khởi động trước khi diễn ra trận đấu này thì chúng tôi thấy là Hiếu vẫn tập theo những bài tập riêng, tức là bài tập dành cho những cầu thủ vẫn đang bị đau, những bài tập nhẹ và tránh va chạm. Mặc dù vậy bây giờ thì anh đã được tung vào sân. Chỉ còn chừng khoảng 3 phút nữa thôi, thế là chúng tôi chưa trừ giờ chết. Chắc chắn là trọng tài sẽ phải trừ giờ bởi vì trận đấu đã bị gián đoạn khá nhiều. Đặc biệt là vào thời điểm mà trước khi trọng tài rút thẻ đỏ đuổi hai cầu thủ của Công an Hà Nội. Phạt góc cho các cầu thủ Công an Hà Nội. Thủ môn Trần Tiến Anh đang chỉ huy hàng phòng ngự của mình. Rất ít các cầu thủ Công an Hà Nội lên tham gia tấn công. Không có một cái bóng áo vàng nào trong khu cấm địa. Rõ ràng đến lúc này các cầu thủ Công an Hà Nội chỉ mong có một điểm thôi. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Công an Hà Nội. Tuấn Thành. Bóng đá lăn ra ngoài đường biên ngang. Trần Tiến Anh đang tiết kiệm từng giây. Đức Thắng. Một quả ném biên bên cánh trái cho câu lạc bộ Quân Đội. Đặng Phương Nam phát xuống được. Tạt vào. Nỗi vui mừng của các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội. Minh Tiến, cầu thủ mới vào sân hiệp 2 đã tung cú sút chính xác ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho câu lạc bộ Quân Đội. Sau những đợt tấn công liên tục, các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội đã ghi được bàn thắng, một bàn thắng quý giá, một bàn thắng xương máu, một bàn thắng của nước mắt. Có thể nói các cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội đã tận dụng được lợi thế về quân số và cho đến lúc này ở những phút cuối cùng họ đã mở tỷ số trận đấu. Trên màn của các bạn là Minh Tiến. Các bạn xem lại bàn thắng của Minh Tiến. Minh Tiến cách khung thành của Tôn khoảng 15m và tung cú sút chân phải rất căng. 1-0 cho cầu thủ câu lạc bộ Quân Đội. Vũ Quang Minh. Thắng vừa rồi đã phạm lỗi kê chân rồi. Trong pha bóng vừa rồi thì Đức Thắng của câu lạc bộ Quân Đội đã kê chân. Căng thẳng lại xảy ra giữa cầu thủ hai đội. Các cầu thủ Công an Hà Nội cho rằng họ đang kiện trọng tài. Trong pha bóng vừa rồi Thắng phải bị phạt.
Trận đấu diễn ra rất căng thẳng. Trên sân chúng tôi thấy rằng các đơn vị cơ động của câu lạc bộ Quân đội đã được chuẩn bị để có thể đối phó những tình huống có thể nói là bất chắc, và thẻ vàng cho Đức Thắng trong pha bóng vừa rồi. Theo nhận định của chúng tôi thì trọng tài Bùi Như Đức của Thành phố Hồ Chí Minh kể từ đầu trận đấu đã bắt khá tốt, có thể nói là tâm lý và có nghệ thuật. Theo đồng hồ chúng tôi chỉ còn một phút nữa thì kết thúc trận đấu. Phương Nam, đợt phản công của cầu thủ câu lạc bộ Quân đội vẫn Phương Nam. Tô Văn An đang di chuyển bên cánh trái nhưng Phương Nam ham bóng và không quan sát thấy. Môn Tôn có thể nói là trong khó vừa rồi thì Phương Nam không đủ tốc độ để có thể bứt lên đối với các hậu vệ của công an. Quan sát thấy thủ môn Tôn lên cao, Đặng Việt Hoàng định sút thẳng về phía khung thành của thủ môn Tôn nhưng rất tiếc sút không chính xác. Sau khi các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội ghi được một bàn thắng thì trận đấu sôi nổi hẳn lên, khán giả trên sân cũng cuồng nhiệt, và theo chúng tôi lúc này chúng tôi quan sát thấy thì các khán giả đã đứng hết cả lên. Quang Minh, Thanh Minh, vừa rồi là Thanh Minh. Thắng. Thắng sút bóng rất mạnh về khung thành của Môn Tôn. Môn Tôn có một pha biểu diễn có thể nói là không xuất sắc lắm. Phạt công an Hà Nội. Rõ ràng là do tính chất căng thẳng và do các cầu thủ thi đấu rất thô bạo cho nên bây giờ các cầu thủ trên sân đang rất cẩn thận với những đôi giò của mình. Đội trưởng Nguyễn Mạnh Cường. Trọng tài Bùi Như Đức đã nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu giữa hai đội câu lạc bộ Quân đội và Công an Hà Nội. Kết quả các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội thắng 1-0, bàn thắng do cầu thủ Ngô Minh Tiến ghi ở phút thứ 40 của trận đấu. Như vậy là các cầu thủ câu lạc bộ Quân đội đã giành thắng lợi với tỷ số sát nút 1-0, một trận thắng rất khó khăn. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.